Hải Yến xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đã theo dõi chuyên mục du lịch cuối tuần được phát vào lúc 17:30 thứ năm hàng tuần trên sóng các đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng và đài phát thanh truyền hình Ninh Thuận. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin trên lĩnh vực du lịch. Chào mừng 41 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và phát huy bản sắc văn hóa địa phương. Vừa qua, tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, ngành văn hóa đã tổ chức lễ hội văn hóa cồng chiêng tỉnh Lâm Đồng lần thứ 10 năm 2016 với chủ đề Tuổi trẻ và di sản văn hóa cồng chiêng. Hơn 500 nghệ nhân trẻ với tuổi đời từ 18 đến 30 là người dân tộc thiểu số bản địa Mạ, Cờ Ho, Chu Ru, Mờ Nông, đến từ 12 huyện, thành phố trong tỉnh đã tham dự. Lâm Đồng là tỉnh Nam Tây Nguyên với gần 30 dân tộc anh em đoàn kết sinh sống, cùng chung sức xây dựng phát triển quê hương, góp phần làm phong phú bản sắc dân tộc. Các hoạt động chính diễn ra trong lễ hội gồm diễu hành xe cổ động, lễ dân hương và xin lửa, đêm hội khai mạc, lễ hội sen mường dân tộc Thái, thi diễn tấu cồng chiêng, tham quan danh lam thắng cảnh, đêm hội đại đoàn kết. Lễ hội văn hóa cồng chiêng lần thứ 10 năm 2016 là hoạt động thiết thực góp phần bảo tồn, phát huy và tôn vinh giá trị văn hóa cồng chiêng đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, đồng thời khẳng định vai trò của văn hóa cồng chiêng trong đời sống đồng bào các dân tộc bản địa Tây Nguyên. Đây cũng là dịp để nhân dân các dân tộc trong tỉnh được trao đổi kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết, góp phần thiết thực vào công cuộc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc và thu hút du khách phát triển du lịch. Từ đầu năm 2016 đến nay, đã có 1.320.000 lượt du khách đến Lâm Đồng, Đà Lạt tham quan, nghỉ dưỡng, tăng gần 65% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, khách quốc tế đến tỉnh Lâm Đồng là 77.164 lượt. Lượng khách Trung Quốc tăng gần gấp 3 lần, chiếm 1/3 số khách quốc tế. Đặc biệt, lượng khách Đức, Anh, Mỹ đã có số lượng tăng từ 10% đến hơn gấp 2 lần so với cùng kỳ. Theo phản ánh từ Phòng Nghiệp vụ Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao Du lịch tỉnh Lâm Đồng, thì một trong những nguyên nhân lượng khách du lịch tăng là do hiệu quả từ hoạt động phối hợp với các đoàn khảo sát từ các hãng lữ hành, các tổ chức thông tấn quốc tế, cũng như việc khai thác chuyến bay từ các quốc gia, các giải thể thao quốc tế đã phát huy hiệu quả. Kế hoạch năm 2016, Lâm Đồng Đà Lạt sẽ đón trên 5 triệu lượt du khách. Năm 2016, tỉnh Lâm Đồng đang triển khai thực hiện đồng bộ mô hình du lịch kết hợp sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại thành phố Đà Lạt. Bước đầu, mô hình này được triển khai tại các vườn rau, hoa, công nghệ cao, khu vực phường 9 thành phố Đà Lạt. Mô hình vườn hoa lan của gia đình anh Phan Thanh Sang với tên gọi Vườn Lan Isa Orchid được chọn là điểm nhấn để quảng bá, hướng dẫn với du khách về hoa lan. Du khách được đến tận nơi người nông dân sản xuất, nắm bắt tình hình nông sản, từ đó giúp họ phân biệt được các sản phẩm nông nghiệp của Đà Lạt. Vừa làm du lịch, vừa làm nông nghiệp, lại vừa quảng bá được hình ảnh Đà Lạt. Đây là đánh giá của mô hình du lịch có triển vọng mà ngành du lịch Đà Lạt Lâm Đồng hướng đến. Quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục du lịch cuối tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Điểm đến cuối tuần kỳ này, mời quý vị và các bạn đến với đền thờ Âu Lạc tại thành phố Đà Lạt, một trong những điểm đến tổ chức lễ hội giỗ tổ Hùng Vương vào mùng 10 tháng 3 hàng năm tại Tây Nguyên. Tọa lạc trên đỉnh núi Phượng Hoàng, ẩn mình giữa ngàn thông xanh ngắt, bên cạnh thác Grand hùng vĩ của vùng đất Nam Tây Nguyên giàu huyền thoại, là khu đền thờ quốc tổ Hùng Vương tại thành phố Đà Lạt. Và thường được gọi là đền thờ Âu Lạc. Khu đền thờ các vua Hùng được xây dựng từ những năm đầu của thế kỷ thứ 21. Ở đây có đầy đủ cả đền thượng, đền trung và đền hạ, tạo dựng theo nguyên mẫu đền Hùng ở đất tổ Phú Thọ. Vị trí đền nằm ở ngọn núi có thế Long Chầu, Voi Phục đã tạo thêm sự linh thiêng, huyền bí nơi đây. Ba đền chính thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ, tổ tiên dân tộc Việt. Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Ngày giỗ tổ là ngày quốc lễ của dân tộc Việt.
Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện để về đất tổ để tưởng nhớ công lao của các vua hùng. Vì vậy, trong vài năm trở lại đây, mọi người dân đất Việt lại có dịp hội tụ về đền thờ Âu Lạc tại khu du lịch Thác Brand, thành phố Đà Lạt vào mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm để tưởng nhớ tri ân công đức của tổ tiên. Điểm đến cuối tuần kỳ này, xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng ghé thăm đền Âu Lạc tại Thác Brand, thành phố Đà Lạt. Từ chân núi lên đến đền thượng ở độ cao hơn 80 mét, du khách phải vượt qua một đoạn đường dốc ngoằn ngoèo, len lỏi dưới rừng thông với 830 bậc cấp. Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm ở đền Âu Lạc được tổ chức thật long trọng và công phu. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trò chơi dân gian cũng diễn ra khá sôi nổi, náo nhiệt, như thi kiệu rất đẹp, trang trí mâm trầu câu, mâm ngũ quả, thi gói bánh chưng, làm bánh dày, giao lưu biểu diễn văn nghệ. Giao lưu biểu diễn văn hóa nghệ thuật dân gian, thi hát dân ca ba miền cùng các trò chơi dân gian như đu tiên, cờ người, đẩy gậy, múa sạp. Hàng năm, cứ vào dịp cả nước hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, nhân dân thành phố Đà Lạt và các địa phương trong tỉnh Lâm Đồng, cũng như du khách, đã cùng về tề tựu nơi đây để thắp hương tưởng niệm các vua hùng và tham gia lễ hội. Tuy thời gian xây dựng chưa lâu, nhưng với địa thế linh thiêng, quy mô hoành tráng, cùng những hoạt động lễ hội phong phú, đền Âu Lạc thực sự là một nơi dừng chân chiêm bái lý tưởng của du khách khi đến với Đà Lạt, Lâm Đồng. Thưa quý vị và các bạn, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay tại đền thờ Âu Lạc tại khu du lịch Thác Brand, thành phố Đà Lạt có các nghi thức lễ, lễ rước kiệu vua và lễ dân hương. Bên cạnh đó còn có phần hội với các trò chơi dân gian đặc sắc, là điểm đến thú vị thu hút người dân địa phương cũng như là du khách gần xa. Hướng về nguồn cội, tri ân công đức tổ tiên.
Những người con đất Việt mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, luôn cố gắng hết sức và mong sao để xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ. Các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta hãy cùng nhau giữ lấy nước. Thưa quý vị và các bạn, đến du lịch ở bất kỳ nơi nào, chúng ta đều muốn tìm hiểu những món ẩm thực ở địa phương. Và một món ăn tuy dân dã, không cầu kỳ trong chế biến, nhưng sẽ rất thú vị khi được thưởng thức trong một không gian thơ mộng. Mời quý vị và các bạn đến với nhà hàng Thác Brand để thưởng thức món cá diêu hồng chiên xù. Và các bạn, sau một buổi vui chơi với nhiều trải nghiệm thú vị tại thác Brand ngay chân đèo Brand thành phố Đà Lạt, thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy ghé vào một nhà hàng ngay trong khuôn viên của khu du lịch để thưởng thức những món ăn thật là hấp dẫn. Và thưa quý vị và các bạn, một món ăn đặc trưng của nhà hàng, một món ăn dân dã, đó là món cá điêu hồng chiên xù. Món ăn này sẽ tiếp thêm cho quý vị và các bạn thật nhiều năng lượng để chúng ta có thể tiếp tục một ngày vui chơi đầy thú vị. Món cá điêu hồng là một món ăn khá là dân dã, thì có lẽ Quỳnh Thư không phải nói gì hơn khi mà với cách thực hiện món ăn này. Nhưng mà quý vị và các bạn à, một món ăn dân dã mà ăn trong một cái khuôn viên như thế này thì khá là lãng mạn và chúng ta sẽ cảm thấy ngon miệng hơn đấy quý vị ạ. Cá diêu hồng mà chú ăn thưởng thức đây là nó bình thường, chú ăn nhiều nơi nó bị vị tanh, nhưng mà đặc điểm ở đây phải nói là chú chưa không thấy mùi tanh. Đây là một cái điểm mà chú cũng phải nói là thấy cái địa điểm này nó khác với lại nơi khác. Khi ăn món cá diêu hồng chiên xù thì chị thấy là hợp khẩu vị và chị sẽ quay trở lại đây vào một lần gần nhất. Xin mời quý vị và các bạn hãy một lần ghé Đà Lạt và ghé thác Brand ngay chân đèo Brand để thưởng thức món cá điêu hồng chiên xù của nhà hàng trong khuôn viên thác Brand quý vị nhé. Món ăn hấp dẫn vừa rồi cũng đã khép lại chương trình du lịch cuối tuần kỳ này. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Quý vị và các bạn thân mến, khi cuộc sống ngày càng được nâng cao thì nhu cầu nuôi thú cưng đã trở thành sở thích của rất là nhiều người. Vì vậy mà trong chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi đến với trang trại nuôi chó Berger và Alaska lớn nhất Việt Nam ngay tại thành phố Đà Lạt. Trại chó Berger Đức thuần chủng Robin Hill Đà Lạt là một trong những trang trại chuyên nhân giống và sinh sản giống chó Berger thuần chủng. Với diện tích hơn 2.500 m², trang trại Robin Hill Đà Lạt có hai giống chó chính là Berger và Alaska. Riêng giống Berger tại trang trại có hơn 90% được nhập khẩu từ Đức, nơi xuất xứ của giống chó Berger.
Tất cả những chú chó tại đây đều có da phả chứng minh nguồn gốc, được gắn chip để theo dõi. Và chó con khi xuất ra đều có khai sinh.